Đây là cái lon câu của mình ngày qua dì bá nó cho tôm lưỡi chì đồ sẵn này. Bắt ốc cho luôn, biết là tối nó bò hết mấy con rồi. Ốc này là ốc mượn hồn, mình sẽ đập ốc ra để làm mồi câu. Vỏ ốc nón này nhưng mà ốc mượn hồn trong. Ngắt bỏ cái đầu đi, lấy cái đít câu thôi. Cái đít này làm mồi câu. Cái đầu con ốc thì mình phải giục, mình giục xuống như nè bạn, mình nhử cái cán nó lại. Chữa đít lại, câu bằng đít không, không câu bằng đầu. Mấy đứa nhỏ đây nó cũng giỏi ha, nó biết cách đi câu cá. Nó chỉ mình buổi sáng ở đây câu cá ăn nhiều hơn là buổi chiều. Tối thì cá không có ăn. Mình ở dưới mấy bạn thấy ở đây người ngoài đây người ta gọi là con nhím biển. Nhum á bạn, nhum á, nhum, nhưng mà nó có hai loại, một loại là râu cái tua rất là dài gọi là nhím, nó như cái lông con nhím vậy, bạn thấy không? Đen đen đó. Con đó có thể bắt để nạo cái gạch nó để ăn đó bạn. Nấu nấu cháo hay làm đánh trứng ăn rất là ngon nha. Một loại có cái lông ngắn nữa lại gọi là nhum. Tùy địa phương thôi, cũng có người cái ở dưới Nam Du lại gọi cái con nhím biển này là con nhum biển. Mình thấy cá đằng kia kìa. Mình quay mình cũng cẩn thận, mình không có thò cái máy qua đó hoài nha các bạn. Giờ mình bắt đầu câu các bạn ha. Khi nào mấy bạn thấy mình giật mà lên nặng là mình biết có cá thôi. Hy vọng mình câu được vài con cho các bạn coi. Câu ở đây khác, ở trong Sài Gòn chỗ mình câu cá rô cá trê. Mình phải nắm cái dây nè, cá nó gịch ăn biết. Cá bự bự nó lại. Đó, có cá gịch. Mới có cá gịch mồi mình. Ý, ôi ôi. Con cá này nó rỉa nhiều hơn là nó ăn. Chưa giật được con nào nữa bạn. Thôi còn mồi. Còn xíu mồi. Các bạn chờ nha, chờ mình bắt được cái con hay không. Thử lại nha các bạn. Cá quá chừng luôn.
đu vô quá chừng rồi, chưa có làm được con nào này. Ôi trời, wow. Cuối cùng cũng cho một em lên mặt nước. Con cá này cá mó các bạn. Đợi một con nha các bạn. Mó ơi là mó. Vô thùng anh nha em. Cũng còn mồi, tiếp tục. Vui 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 vui. Dính thêm con nữa bạn ơi. Con thứ hai. Mọi con ấy đó, con ấp nuôi hồ. Có lưỡi không có chì thả xuống con được không? Con thử đi. Con cường cũng thử à. Mình tiếp tục. Còn cục đá vô. Chứ cục đá là cục vô. Vậy chưa? Cường nó dính rồi à, cường dính đây. Một con cá mó. Sướng à con. Đã rồi, đã rồi. Dính cá quá bự luôn bạn ơi. Đã không? Mê quá mê. Từ cũng dụ được mấy em bự nè. Mồi sắp hết. Để câu được 2-3 con nữa. Cá này nướng ăn ngon lắm à. Ở đây đa số bà con nuôi tôm hùm trong lồng bè các bạn. Nên mấy bạn thấy mấy tàu lên hàng này là lên cái cá với ốc sò gì đó để cho làm cái thức ăn cho tôm hùm á. Em câu chỗ kia nhưng mà về tàu vừa lờ tới đậu ngay đó rồi. Mình với Cường về qua đây. Nãy mấy anh cũng cho mấy con cá để làm mồi câu tại mồi mình cũng hết rồi. Mấy cái tàu nhỏ như các bạn thấy xanh xanh đây nè. Những cái tàu sẽ chở mồi ra cái lồng bè, mấy anh đó lặn xuống cho tôm hùm ăn. Cho tôm hùm ăn phải lặn xuống nha các bạn. Chứ không có bỏ như cá. Tại mấy lồng bè nuôi sâu dưới nước á. Lặn xuống dưới rồi đổ mồi vô trong lồng. Ghe đệ tử nó câu đựng con luôn kìa. Cá hồng. Chú bè cá đây xịt cái đồ đồng mình nè. Câu đã không? Anh Tư câu được cá bự kìa. Để coi chừng rớt, coi chừng rớt. Trời ơi, rớt mê luôn rồi. Con câu là cá cỡ gì không nè. Đậu cản con xì đây nè. Đất ơi. Ngon quá anh Tư ơi. Chút kiếm cái bịch đi về trưa nướng là được rồi. Anh Tư có ai cho mực kìa, câu mới nhạy. Đất ơi, tôi dính cá bự nữa rồi. Đã quá bạn ơi. Cá đẹp quá. Cua mồi nó xanh kìa. Dính vô họng luôn không? Sao quá, tới dưới đây lấy luôn hả?
con kia là cái bộ cơm con sợ rồi sao gỡ cưng ơi lấy cái ăn sâu quá rồi à, có anh kia anh giúp kìa, anh lấy cái cây anh quay giúp à. Cũng là một cái cách để gỡ cá đó. Ở đây này mình quay cái dây nó cuốn vào trong cái cây lại á, sức lượng ra cây nhỏ quá, cây nhỏ quá, yếu quá, hả? Cười dính cá trình, đó coi, cái gì cá trình hả? Cá trình nhớ là nấu đâu cá trình, phải không đó, đồ uống cá trình, phải mà cá trình á, đó coi. Câu dính cách trình luôn. Rồi giữ luôn ha. Mà nó quấn mình phá lử nó. Phá lử thì nghe dính cách trình. Cách trình vậy. Lấy ăn được. Được, ngon lắm cách trình. Ủa sao mở kìa? Bàn để cho nó quấn đã đi rồi. Ghe tàu tấp nập luôn nữa các bạn. Câu thấy mê quá mê. Nãy giờ mình cũng ngồi mà chưa giật được con nào nữa. Đó, tác phẩm và tác giả là một con cá trình rất là ngon. Cũng bộn rồi nè. Thôi. Anh Tư dính được cá trình nữa. Nó khôn rồi, nó cắn đầu đất lưỡi luôn á. Đầu nó đập đầu nó ơi. Nó cắn biến lắm. Trời ơi, thêm con. Thêm con nữa nè. Ba con trình nữa bạn. Bóp luôn này luôn coi. Kiếm bóp luôn coi. Quá trình cá luôn đây. Rồi được rồi. Kìa à chú. Chú. Rồi. Thêm con trình nữa. Con nữa luôn kìa. Này là ngay ổ trình luôn. Ô mà nó quấn lưỡi câu. À. Ôi đó coi. Ăn trình ngon ghê quá. Nó có lâu sắp lưng không ta? Hai ổ cá trình, hai con được mà. Cá này làm gì chú? Có mấy anh chị thấy tò mò cũng lại coi câu. Kìa yeah, vô cái thao kìa, vô cái thùng quay vô cái thùng đi. Cái thùng này rất thanh quá, quá chừng nè. Mình đi kiếm mồi anh đem bắt được quá chừng rồi nữa. Mà không có mực nữa. Ngay ổ cá trình luôn rồi, ngay ổ cá trình luôn. Thừa bữa rồi. Rồi dính nữa. Bây giờ hay quá chừng hay. Đập cái lấy giò đập. Mình cũng dính rồi các bạn. Nó rút vô dây vô cái giùm mình. Nó rút vô cái dây rồi. Dính nữa giờ tại tại rồi. Trời ơi, mình dính mà dướng vô dây rồi. Đây là con của mình, nó khôn lắm, nó quấn vô ấy nó quấn vô cái dây liền. Có chú hai bắt luôn. Mê luôn. Mấy chị cũng ra coi con cá nè. Đó, nguyên cái hội con cá của mình đang gặp ổ trình. Dạ, cảm ơn. Đi lên. Nhẹ luôn, dễ dính lắm. Con này con trình thì câu để cái mồi sát dưới đáy luôn bạn. Khi nó ăn nó kéo nặng cái sợi dây là mình rỉ nó. Chị, con trình nó rất là khôn bạn, quấn không kịp nó là nó quấn vô mấy góc là đứt dây á. Dính. Đó có con trình bự luôn. Hiện câu được con trình bự, cá trình. Có rất nhiều du khách đến coi anh em câu cá luôn. Đúng rồi, rắn biển. Này lương biển chứ không phải rắn biển. Dịch nó ra là lương biển. Lương biển. Vlog kìa.
Rồi rồi, ráng lên, ráng lên Hiền ơi. Ráng lên, nhanh lên Hiền ơi. Có chừng rớt dữ à. Con nữa, gai ổ đúng rồi, gai ổ luôn. Con trình này đụng tay vô nó quất bạn. Má trình xanh không ơi, qua hết trình bông rồi tới trình xanh này. Ồ, cá nó cắt nguyên 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 khúc. Má quên đem cái kìm theo trời. Có kìm nhiều chỗ bao người ta. À, chùm xanh rồi, chùm xanh hết chùm bông rồi tới chùm xanh rồi. Ôi, ơi dính nữa. Này tới lượt anh Tư trổ tài. Đạp vô đi. Đạp vô tới ra đạp. Để cho đúng rồi đó. Rồi đúng rồi đó. Rồi mở ra, rồi nuốt sâu rồi, thấy nuốt sâu cái lưỡi rồi. Đó, đúng rồi đó. Kéo đầu ra để cho nó quấn vô dây. Anh Quế cũng dính kìa. Nãy giờ anh khóc quá chứ khóc luôn các bạn. Nãy giờ anh khóc luôn á, anh Quế khóc luôn á, nhưng mà anh Quế dính. Để đi bạc cho nó bỏ xuống đi, vụ vụ xuống. Từ từ. Đó. Có có anh hai là tháo lưỡi rồi, không có câu. Còn nhiều anh em anh nào câu á. Nó cắn vậy, cắn vậy đó. Vụ ra, vụ ra. Nghe nè. Qua cái thùng bên đây luôn nè. Đến nỗi mà mấy anh em đói chị kêu bún ra đây ăn luôn nè. Kêu bò đồ ăn xuống đây. À là biết rồi. Nay là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho ở đây. Dân cái đảo người ta câu không dính mà dân cái đây câu dính. Này là tổ tổ đại, tổ đại. Này trình bông trình nhỏ còn trình bự chưa lên. Đây đây lại bán nẹt. Lại coi cho. Con gì con gì? Nhưng mà nẹt ơi, con cá, cá ngựa. À, dính thêm một cái sinh vật lạ nữa, không phải cá ngựa luôn. Gì đâu, tôi này tôi móc lên không phải. À, con gì vậy ta? Phải đang. Như con rồng luôn à. Thì cá ngựa nè, cá ngựa. Cá ngựa. Cá ngựa. Đâu đâu. Cái cần con. Cá ngựa gì kỳ á? Con gì ngộ quá. Con không phải con cá ngựa. Ừ, cho các bạn coi cái con quái vật này. Đây, con này là con gì đây? Bạn thấy không? Như con rồng nha bạn. Trùng mà. À, có chừng nó là rồng biển. Bạn thấy không? Rất là ngọt. Không phải cá ngựa đâu có dài nhỉ? Không phải, không phải. Không phải, đảm bảo không phải cá ngựa. Giống cá ngựa. Đúng rồi nè. Giống như là như con san hô nhưng hôm qua con gì con à. Này dính cái mình luôn rồi vậy. Cái gâu nó không à, dính có một cánh của nó à, như là trong con sông biển vậy á. Ngộ, dính những cái sinh vật rất là lạ. Rồi đứt ra luôn. Đại ca của những đại ca nữa bạn. Mình nãy giờ ăn sáng thả mồi cũng dính con trùm nhất của trong các con trùm. Nhưng mà cái mà anh câu bằng cái mồi đó hả? Này thả đi ha chú. Nhỏ. Nãy nó cắn chú chảy máu hả? Thả đi. Này năm sau ra câu nữa. Này đá gì mù nhất từ cái bông dính bông bông mình. Cái túi mình là giật gì trời. Rồi dính lên rồi. Gì dính nữa.
Nãy phụ khiên mấy anh mỏ neo cho mấy anh kia. À, anh Quế dính con cá cái mắt rất là đẹp nữa bạn. Nói chung câu cá trình là đứt lưỡi liên tục. Cái nó mình kéo không kịp nó chặn là đứt lưỡi. Mấy con mày nó kéo cho một gạch con giật đứt rồi. Đây là cô chú hỗ trợ bún để anh em ăn khi câu. Tôm hùm nè. Chết rồi, bự quá. Dạ. Đây mấy anh em nè, coi cá anh em mình câu dính nè. Cường đang đếm luôn. Mấy bạn thấy mấy không? Trình. Trình cá mó. 5 con. 6 con. Ghê không? 7 con. Chúa đâu? Đó. Con đó. Chúa đó. 9 con. 10. 11 con. Kiếm bọc bao nhiêu? 12. Để nó luôn. Lấy số tao luôn hả? 14 con, 15 con. À. Ồ, cầm hôn. Con kế là nãy con câu nè. À rồi. Đếm luôn. 15 rồi, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 con. Rồi cảm ơn các bạn nha. Mấy bạn chờ đón xem cái clip và chế biến món luôn nha các bạn. Với clip ngày hôm qua mình câu cá luôn. Bây giờ cảm ơn các bạn nhiều, chào các bạn nha. Anh em câu đúng ổ cá trình luôn. Yeah. 15 con cá trình. 15 con cá trình. Ô cái thằng ở đâu vậy? Bây giờ đang chuẩn bị đi vặn lưới. Chuẩn bị vặn lưới nữa. À. Còn nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời ở cái Ninh Thuận cũng như Hòn Tí ở đây nha bạn. Bạn nhớ theo dõi nha.